xịn. Hồi sáng giờ 800 anh em nói giả rồi đó, còn tao thiết nó kêu giả đó. Còn tao thiết mấy ai nó không giả, mấy nó mới thiệt thôi. Rồi chứ anh em cứ tính đi, tới ngày nó ổn rồi. Má mày chạy thân với tận rồi mày nói xấu với tận hoài mày. Xấu gì rồi mẹ, rồi cái máy tay này đồ má kêu mấy giả thôi, tôi không biết đường nào tôi nói luôn. Cái con máy mà máy Trung Quốc à, máy điểu không bao giờ làm mà sắc sảo lên được đầy nữa. Từ khi viết tận viết chữ mã như vậy đó. Má hai khách mua bán được 55 triệu ngon. Anh còn biết đụng mẹ đi dụ nữa, dụ quán cho tao coi đụng mẹ. Giờ nó xả tồn từ đây không, giờ sửa mình bán hết rồi. Đầu năm cũng mấy con xe nữa mới kinh chứ. Con này bán hàng riêng rồi. Thay bệnh nghiệp, thay chuyên nghiệp. Cái gì rồi thôi, ta thử rồi. Sao nó keo với mày? Dạ với kiểu lĩnh. Ok. Ông về ông chưa mở bò mở đồ, ông chưa vệ sinh, ông chưa vô mà. Có đâu mà cho em để mở bò ông chưa cho vô miếng nào nữa. Bán được con nào dữ dở vậy, kêu chuyên gia đi ái dùm chứ mà không mẹ nó bán này rồi. Đâu nó có cái này, nó có mẹ đâu, tại vì mình chưa chỉnh cái này, mình không rành 3D màn hình của nó. Để em dọn cho mấy công tắc phạt đi. Rồi để tí mấy nhỏ đi nhổ. Hả? À? Tí cái mấy nhỏ tóc nhổ. Mẹ nổi. Có gì anh qua đây anh nhổ tóc bạc bằng răng cho khỏi tốn tiền. Rồi. Yên tâm ạ. Mà hối hận của anh Tú.